Xin chào các bạn đến với kênh Kỹ thuật điện. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái con công tắc hành trình. Đây, mình cũng mới mua để chuẩn bị lắp cho khách ở Bình Dương á. Mình lấy mình làm clip đăng lên cho các bạn xem thôi. Đây, mình sẽ bóc vỏ nó ra, xem tháo trong nó ra coi xem có gì nhé. Đây có ốc, ốc vít để bắt, ốc bồ đề. Đây là hiệu CNTD, mình còn thấy không? Đây này nó cũng có ghi sẵn cho mình này, cây gỗ đây nó ghi AC 15 DC 13 220, NO là tiếp điểm 13, 14, còn NC là 11, 12, là tức là thường thường mở là 13, 14, còn thường đóng là 11, 12 bạn. Rồi mình sẽ mở trong đó ra xem sao. Ở phía trong coi tiếp điểm cho nó sao. Nó có hai cặp tiếp điểm NO và NC. Các bạn thấy trong này có chân để cho mình 13, 14 á. Đấy không? Chân 13, 13, 14 là thường 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 mở này. Còn chân 11 với 12 là thường đóng rồi. Rồi, mình đo cho các bạn xem. Đúng rồi. Đây là thường đóng rồi. Mình đo thử. Đo thường đóng là chân số 10, 11, 12 là nằm bên ngoài. Lên lên kia. Đúng rồi. Chân số 13, 14 này. Giờ mình gạt. Gạt qua thử xem sao nha. Đúng rồi. Này nó có, nó không dùng chân chung nha các bạn, này không có chân chung, không có chân chung, đo thì nó không có lên chân chung hay chân riêng biệt. Rồi đo tiếp điểm của chân phía trong đây. Này thường mở đây, thường mở vừa mình gạt qua thường đóng luôn. Chưa được tiếp 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 chưa tiếp đất chưa tiếp tốt, tiếp xúc tốt. Thường đóng rồi, mình gạt qua thử làm sao. Thường mở nha, thường mở, xin lỗi bạn, hôm nay thường mở này, mình gạt qua thử. Đó, nghi cái tách là nó qua rồi đó. Đúng rồi. Ok. Rồi. Nó cấu tạo nó cũng đơn giản rồi. Này nhìn cũng khá nặng. Có bánh xe. Dạ. Này dùng
mình lắp dùng cho cửa tự động các bạn. Đưa vô là tự ngắt. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.